tư nghiệp. Dạy văn ngừng võ. Tan kỳ, tan kỳ. Vậy mà lại nóng lòng muốn gặp ta đến thế. Gửi tan kỳ. Nhào vô đi. Nhào vô gì cơ? Giả giờ gì chứ? Bắt đầu đi. Ơ này, có phải chúng ta tiến triển nhanh quá không? Hơn nữa, đây là thao trường của quốc tử giám đó. Đúng vậy, chẳng phải quân chọn nơi này sao? Rộng rãi đấy. Vừa hay không bó buộc ta. Nhanh lên, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ơ này, tuy là cô rất ngưỡng mộ ta, nhưng có phải chúng ta nên bái đường trước rồi tặng xính lễ? Sao lại không tránh? Cô định mưu hại phu quân à? Ta, huynh vừa nói bái đường thành thân gì đó. Huynh định nói linh tinh gì vậy? Túi thơm này không phải là cô tặng cho ta để tỏ tình hay sao? Sao túi thơm của ta lại ở chỗ huynh? Có người lén lút để nó vào trong ngăn bàn của ta. Không phải cô để vào thì là ma để vào à? Tình khốn kiếp nào vậy? Cô làm gì thế? Khốn nạn chứ không khốn nạn cái gì. Ta không cho phép cô tự mắng bản thân như vậy. Tuy Diêm Diễm ta tạm thời không muốn thành thân, nhưng thấy cô chung tình với ta như vậy, cha tan lại là một vị anh hùng cái thế, hôn sự này ta đồng ý. Diêm Diễm, chuyện này là hiểu lầm. Ta có việc gấp, ta đi trước đây. Làm gì đó? Ý cô là sao? Buông ra. Cô chơi ta à? Túi thơm là thứ muốn tặng là tặng được sao? Cô đang sỉ nhục ta trước mặt mọi người đấy. Đã nói rồi, túi thơm này không phải là ta tặng. Hơn nữa, ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nếu như có ai biết chuyện thì ta diệt khẩu giúp quân là được rồi. Diêm Tiểu Lan, huynh cũng có ngày hôm nay. Tan Kỳ, huynh muốn đi đâu hả? Đừng đi. Tan Kỳ, cô đợi đấy cho ta. Đừng chơi xấu chứ. Đứng dậy, đứng dậy. Nhìn lên. Cô nói xem, tên Diêm Diễm này mất mặt trước bao nhiêu người. Hắn sẽ không để yên đâu. Có trách thì phải trách Yến Dân Chi. Hắn sẽ không để ta sống yên ổn đâu. Tan Kỳ, Tan Kỳ, ở đằng kia. Bên đó chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, sắp xếp xong cả rồi. Diêm Diễm đến báo thù rồi. Làm sao đây? Hoàng thượng bảo ta ở quốc tử giám nhất định phải ngoan ngoãn giữ kỷ luật. Ta không thể ra tay trước mặt mọi người được. Đừng sợ, có ta ở đây. Nhiều người thế này, huynh có đánh lại không? Một mình ta đánh 10 tên, cô có tin không? Không, không tin lắm. Cô không tin mà còn không chạy mau. Đi. Muốn chạy sao? Không được chạy. Đứng lại, đứng lại. Bắt cô ta lại. Không hay rồi, Tan Kỳ muốn chạy. Mấy người các huynh đi chặn Tan Kỳ lại. Giúp Diêm Tiểu Lan, nhanh lên, đứng lại. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Tống huynh, Diêm Diễm trúng kế rồi. Trúng kế rồi, mau xông lên đi. Ơ này, ta cái gì chứ? Quá ra các người cùng một ruột sao? Cùng một ruột đấy. Cái gì? Không phải. Tống Lạc Thiên, thù cũ hận mới tính một thể. Để ta, không phải. Hiểu lầm, huynh nghe ta giải thích. Kéo, kéo lại đi. Cẩn thận đấy, kéo lại đi. Cẩn thận đấy, kéo lại đi. Kéo lấy đi.
gắng gượng nhé. Kéo lên đây đi, kéo lên đi, nắm lấy, giúp với. Mau xuống cứu huynh ấy đi, vớt người đi. Tống Lạc Thiên, đang làm loạn cái gì thế hả? Về hết cho ta. Tư Nghiệp, học trò sợ quá đi. Tư Nghiệp, Tư Nghiệp, nào từ từ thôi, từ từ thôi. Tư Nghiệp, cẩn thận chút, cẩn thận, cẩn thận chút, từ từ thôi. Tăng Kỳ, Tư Nghiệp, đừng nói nữa. Thầy muốn nói gì học trò đều hiểu hết, để sao rồi nói được chứ. Thầy mau về thay y phục đi, đừng để bị cảm lạnh. Nếu thầy mà bị cảm lạnh thì bọn học trò phải làm sao đây? Quốc Tử Giám phải làm sao đây? Bọn học trò sẽ đau lòng đó. Tư Nghiệp, được trò, sức khỏe quan trọng. Mấy người các trò, ai còn dám gây chuyện nữa thì sẽ phạt nặng hết. Dân.